Trong ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Israel thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở miền nam Liban. Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết lực lượng phòng vệ Israel đã giành quyền kiểm soát làng Maroun Andras ở miền nam Liban. Ông Cohen tuyên bố các thành viên can đảm của lực lượng phòng vệ Israel đã kiểm soát làng Maroun Andras, phá hủy những cơ sở được Hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân Israel quân đội Israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta. Những hình ảnh được truyền thông Israel công bố sau đó cho thấy các thành viên lực lượng phòng vệ Israel đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maroun Andras. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah tại Lebanon vừa cho biết các thành viên của lực lượng này đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Lebanon trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhắm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào sáng sớm ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Quốc phòng Iran mới đây dẫn lời Thiếu tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa gần đây. Tướng Jabari cho hay, trong chiến dịch này, tên lửa của Iran đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng và nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy một số lượng lớn các máy bay chiến đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran. Mỹ và Israel đã sử dụng tất cả các loại vũ khí mới nhất của họ để đối đầu với Iran trong chiến dịch True Promise Nhưng, xét về mặt quân sự và tình báo, họ đã mất cảnh giác trước sự bất ngờ của chiến dịch. Iran gọi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào Israel là chiến dịch True Promise 2, một phần mở rộng của chiến dịch True Promise 1, một cuộc tấn công của Iran và Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ Israel pháo kích vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria. Trước đó, hãng thông tấn Safa NA của Iran đưa tin hơn 20 máy bay F-35 của không quân Israel đã bị bắn trúng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Hôm 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã thông báo với các quốc gia vùng vịnh bằng việc cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là điều không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo mọi động thái như vậy sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Quan chức trên khẳng định, nước này đã nêu rõ mọi hành động của một nước vùng vịnh chống lại Iran, dù là cho phép sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự, sẽ bị Tehran xem là hành động của toàn bộ nhóm nước và Iran sẽ đáp trả tương xứng. Cũng theo vị quan chức, thông điệp của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết và tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Israel có hành động đáp trả sau cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi tuần trước. Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine mới đây cho biết họ đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ rằng hàng chục người Palestine có thể đã thiệt mạng tại trại tị nạn Jabalia và các khu vực khác thuộc phía bắc giải Gaza. Tuy nhiên, Họ không thể tiếp cận những trường hợp này vì các hoạt động quân sự của Israel. Liên hợp quốc cũng thông tin rằng không có nơi nào an toàn để di tản tại Gaza. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người đứng đầu cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc, ông Philip Lazzarini, nêu rõ ít nhất 400.000 người đang mắc kẹt trong khu vực. Các lệnh sơ tán gần đây mà quân đội Israel đưa ra buộc mọi người phải di tản một lần nữa, đặc biệt là từ trại tị nạn Jabalia. Nhiều người từ chối vì họ biết rõ không còn nơi nào an toàn ở gaza ông lazarini thông tin thêm rằng một số nơi trú ẩn và dịch vụ của cơ quan liên hợp quốc cứu trợ người palestine đã buộc phải đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu với việc hầu như không có nguồn cung cấp cơ bản nào nạn đói đã lan rộng trở lại ở phía bắc gaza chiến dịch quân sự gần đây cũng đe dọa đến việc thực hiện giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em truyền thông Syria đêm ngày 8 tháng 10 đưa tin, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong cuộc không kích do máy bay chiến đấu Israel tiến hành vào thủ đô Damas. Hãng thông tấn Sana của Syria cho biết, máy bay chiến đấu Israel xuất kích từ khu vực cao nguyên Golan đã bắn ít nhất 3 quả tên lửa vào một tòa nhà ở quận Meze thuộc thủ đô Damas. Sana cũng khẳng định mục tiêu bị tấn công là tòa nhà thương mại có cư dân sinh sống. Ngoài số thương vong đã được xác định gồm 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương, nhiều khả năng còn có người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Quân đội Israel hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc không kích, trong khi truyền thông nước này dẫn một nguồn tin Ả Rập nhận định. Mục tiêu tấn công là một thành viên cấp cao của phong trào Hezbollah ở Liban. Vị trí bị tập kích chỉ cách đại sứ quán Iran ở Damas khoảng vài trăm mét về tình hình chiến sự tại Liban trong một thông báo vào đêm 8 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã phóng tổng cộng 180 quả tên lửa vào Israel. Trong đó, khu vực bị tập kích dữ dội nhất là thành phố cảng Haifa ở phía Bắc. Như vậy, chỉ trong chiều ngày 8 tháng 10, Hezbollah đã tiến hành hai cuộc tấn công liên tiếp với khoảng hơn 100 quả tên lửa bắn vào Haifa. Tuy nhiên, các cuộc bắn phá của Hezbollah không gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng do hầu hết số tên lửa bị bắn hạ hoặc rơi vào khu vực đất trống. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel mở nhiều cuộc không kích, tấn công hàng chục mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cho biết, các cuộc không kích của nước này đã hạ sát hai người có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân Liban, đăng tải trên mạng xã hội X trước đây là Twitter ông netanyahu cho biết israel đã làm suy yếu năng lực của hezbollah quân đội của chúng tôi cũng đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh bao gồm cả thủ lĩnh hassan nasrallah người thay thế ông ta và cả người thay thế cho người thay thế không dừng lại ở đó trong một thông điệp gửi tới người dân liban thủ tướng israel khẳng định các bạn có cơ hội cứu liban trước khi rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở gaza không nhất thiết phải như vậy Cùng ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant cho biết, ông Hasem Safedini, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah có thể đã bị loại bỏ. Ông Gallant tuyên bố, Hezbollah không còn đầu não sau cái chết của thủ lĩnh Nasrallah. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Ông Gallant cũng nhận định Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Trang Sputnik đưa tin, ông Eman Sana, đại diện ban lãnh đạo chính trị của Hamas ở Liban tuyên bố, thủ lĩnh phong trào Hamas không thấy việc đàm phán về trao đổi tù nhân có ý nghĩa gì khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và quân đội Israel chưa rút khỏi giải Gaza. Ông Sana khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức, cũng như bằng việc quân đội Israel rút khỏi Gaza. Khi chưa có những bước đi đó thì việc nói về thỏa thuận trao đổi tù nhân chẳng có ý nghĩa gì cứ để họ tiếp tục nghĩ rằng chúng tôi phản kháng yếu ớt nhưng vẫn còn nhiều mặt trận để có thể dạy cho kẻ thù bài học. Ngoài ra phía Hamas khẳng định phong trào này từng sẵn sàng ngừng bắn nhưng do quan điểm của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên các cuộc đàm phán không mang lại kết quả. Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa qua gây chú ý khi bất ngờ tuyên bố đã đến Giải Gaza, nơi hơn 41.000 người thiệt mạng và phần lớn các tòa nhà bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy sau cuộc tấn công dữ dội của quân đội Israel. Ông Donald Trump cho biết bản thân từng ở đó và nơi đó rất khắc nghiệt khi phải hứng chịu tất cả các cuộc tấn công và những gì đã xảy ra trong vài năm qua. Khi được đặt câu hỏi liệu Giải Gaza có thể biến thành Monaco nếu xây dựng đúng cách hay không, vị cựu tổng thống nhận định nó có thể tốt hơn Monaco, đặc biệt giải Gaza có vị trí tốt nhất ở Trung Đông. Mọi thứ rất tốt, tôi đã nói điều đó trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, không có hồ sơ nào chứng minh cựu Tổng thống Donald Trump từng đến khu vực này. Trên thực tế, giải Gaza chưa bao giờ thuộc một phần của Israel, mặc dù một số thành viên cực hữu trong chính phủ liên minh hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi sắp nhập vùng đất này. Được biết, giải Gaza là nơi sinh sống của hàng ngàn người định cư do Thái, cho đến khi Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Ariel Sharon ra lệnh rút họ khỏi đây. Trong chương trình 60 Minutes của đài CBS, khi nhận được câu hỏi rằng quốc gia nào mà bà coi là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã trả lời rằng, Tôi nghĩ có một quốc gia hiện ra rất rõ trong suy nghĩ của tôi, đó là Iran. Đó là cuộc tấn công vào Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo. Điều chúng ta phải làm là bảo đảm rằng Iran không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân. Đó là một trong những ưu tiên lớn nhất của tôi. Việc ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ nêu tên Iran thay vì Nga hay Trung Quốc cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến Mỹ thay đổi ưu tiên về chính sách đối ngoại. Khi người dẫn chương trình Ben Whitaker tiếp tục hỏi nếu Iran chế tạo bom hạt nhân, bà Harris có thực hiện hành động quân sự hay không? Phó Tổng thống Mỹ trả lời, tôi sẽ không nói về giả thuyết vào lúc này. Việc Iran bị coi là kẻ thù hàng đầu của Mỹ không phải điều quá ngạc nhiên, Cộng hòa Hồi giáo mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh bất cân xứng với Mỹ suốt hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, việc bà Harris bận tâm với Iran hơn cả Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là điều gây chú ý.